xôi. Tuyệt đối không được ăn với món này nếu không muốn thận bị hỏng. Xôi có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên ăn 2/3 quả, cỡ trung bình là đã đạt mức các nhà dinh dưỡng khoa học khuyến cáo. Nhưng bạn có biết xôi hợp với đồ ăn gì và kỵ với món nào không? Hãy đọc thêm bài viết này để có hiểu biết tốt hơn về loại quả hấp dẫn này nhé. Xôi không được ăn cùng với gì? 1. Ăn xôi không được uống rượu. Xôi và rượu đều tính cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. 2. Xôi không được ăn cùng hải sản. Xôi và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu và dễ gây dị ứng. 3. Xôi không được ăn cùng thực phẩm cay nóng như tỏi. Xôi chứa các axit, axit amin, protein. Những chất này đều có tính kích thích. Sau khi bài tiết đến vỏ thận sẽ gây dị ứng, nếu nặng sẽ gây mẩn đỏ, đau đớn. Xôi cũng không được ăn với đồ cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. Thức ăn cay nóng ngoài tỏi còn có hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là. 4. Xôi không được ăn cùng với dứa. Dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ gây dị ứng vì xôi và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da. Xôi có chứa monohydroxybenzene hoặc dihydroxybenzene. Xôi chưa chín hoàn toàn còn có axit uronic. Chúng gây kích ứng niêm mạc da, có thể gây ra môi miệng sưng đỏ, vừa ngứa vừa đau. Trường hợp nặng gây sưng rộp. Dứa có tác dụng phụ lên da và huyết quản. Loại dị ứng này có tính phát nhanh. Sau khi ăn dứa 1 giờ, bệnh nhân có thể biểu hiện ngứa, mẩn đỏ, ra mồ hôi, chân tay, miệng lưỡi tê. Người không nên ăn xôi. Xôi có tính bình và có thành phần gây dị ứng, nên người bị bệnh về da, u nướu cần tránh ăn. Xôi chưa chín cũng có mủ tiết ra là chất gây dị ứng. Những người hư hàn, ho, viêm họng cũng nên tránh ăn xôi để tránh ngứa cổ họng. Người hen suyễn cũng không được ăn. Đến bệnh viện thăm bệnh nhân viêm thận, tuyệt đối không đem xôi. Ăn nhiều xôi có hại cho thận, do đó người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xôi nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xôi và nước xôi gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xôi thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp. Ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xôi đọng lại. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều xôi, nếu không sẽ bị vàng da, đồng thời gây tổn hại cho thận. Đặc biệt, càng không nên ăn nhiều xôi cùng với các chất cay nóng khác cùng lúc. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, vị thuốc chữa rất nhiều bệnh mà người Việt thường làm rau lợn. Lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, bèo cái tía là một vị thuốc quý của một mỹ phẩm dành cho chị em phụ nữ. Nhập bèo cái tía về làm thuốc. Bèo cái được trồng ở khắp nơi, có hồ ao ở nước ta, ở nông thôn cũng như ở thành phố, vì toàn cây được dùng để nuôi lợn. Toàn cây có một chất gây ngứa tan trong nước, chưa xác định được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đông dược thì đây là vị thuốc quý. Ông Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền Bộ Y tế cho biết, bèo cá tía Việt Nam có rất nhiều. Đây là vị thuốc quý, có thể chữa bệnh ngoài da và phục vụ làm đẹp. Nhưng nếu muốn làm thuốc thì phải trồng ở vùng đất sạch, đảm bảo, giá thành rất cao. Vì thế hiện nay, chúng ta hầu như bỏ qua nguồn nguyên liệu trong nước mà nhập khẩu bèo cái tía từ Trung Quốc về. Lương y Bùi Hồng Minh cho biết, bèo cái tía hay còn gọi là bèo ván, bèo tai tượng, bèo tía, khỉ phù liên, đại phiêu, được đông y gọi là phủ bình, có vị cay, tính lành. Đi vào kinh phế và kinh bàng quang, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chữa dị ứng, phát ban, cho ra mồ hôi để giảm cân.
theo đông y, bèo cái vị cây, tính lạnh, vào các kinh khế và bàng quang, có tác dụng phát hỏng giải biểu, làm ra mồ hôi để giải cảm. Thấu chuẩn chỉ dương, làm cho ban chuẩn mọc ra ngoài và chống ngứa, lợi thủy tiêu thủng. Chúng ta có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa hạ, lúc cây có hoa, có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Công dụng để chữa mẩn ngứa, eczema, tiêu độc, mụn nhọt, ho, hen suyễn, thông kinh, đái bút, đái dắt. Chính nhờ được tính trên nên bào cái được xem là vị thuốc giúp làm đẹp. Theo bí kíp dân gian, phụ nữ Nhật đã dùng bèo cái tán miệng làm mặt nạ trắng da. Họ xem bèo cái như một loại mỹ phẩm làm đẹp quý và rẻ tiền. Cách 1. Lấy bèo cái về, bỏ hết phần rễ, lá vàng, rửa sạch, phơi khô trong bóng râm, rồi tán miệng nhỏ. Sau đó lấy mật ong hòa với bột bèo cái, dùng làm mặt nạ để qua đêm. Cách 2. Dùng bột bèo cái trộn với chút nhấm, nồng độ vừa phải, đắp hỗn hợp này lên mặt để làm trắng, mịn da. Cách 3. Lấy bèo cái tươi, bỏ rễ, rửa sạch, ngâm muối rồi giã nát, cho thêm một ít muối và đắp vào chỗ mụn trứng cá. Ngày một lần và vào trước khi đi ngủ, cần lấy một lượng vừa phải tùy theo từng vết trứng cá. Ban đầu, đắp sẽ thấy ngứa, sau đó sẽ quen dần. Cách này không chỉ giúp mát da, tiêu độc mà còn trừ ngứa. Ngoài ra, bèo cá tía còn được sử dụng để chữa các bệnh khác như bệnh hen suyễn, bệnh eczema, viêm xoang và bệnh trĩ. Để chữa hen suyễn, Lương Y Minh cho biết, chúng ta có thể lấy 100 gram bèo cái, cắt bỏ rễ, lá vàng, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 5-10, vớt ra để ráo, giã, xay lấy nước, hòa thêm với nước lọc và siro chanh cho vừa đủ 100ml. Uống 2-3 lần trên ngày, 10 ngày sẽ đỡ, mới uống có thể thấy ngứa cổ trong vòng 10 phút, nhưng sau quen dần và hết ngứa. Để chữa bệnh eczema, tùy vào vùng da bị bệnh để có số lượng bèo cái tía. Bèo cái rửa sạch, giã nát, thêm ít muối, đắp cả nước lẫn cái lên chỗ bị eczema. Kết hợp uống bèo cái khô 30g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, cổ phục đinh 15g, ké đầu ngựa, vải sao hết lông 15g, kinh giới 10g, uống 1 thang trên ngày, liên tục từ 7-10 ngày. Chữa viêm xoang mũi mãn tính. Bèo cái khô 10g, bạch chỉ 5g, hoàng cầm 5g, kim ngân hoa 8g, cam thảo 4g, sắc nước uống 1 thang 1 ngày thay trà, uống vài ngày. Chữa đi tiểu bút, đá dắt. Bèo cái khô 20g, mã đề 20g, lá cốt xay 20g, rau ngô 20g, kim ngân hoa 10g, kim tiền thảo 20g, tùy giã 10g, đem sắc uống. Chữa viêm thận cấp tính. Bèo cái khô 60-70g, đậu đen xào lên 30-40g, sắc uống thay trà hàng ngày. Chữa cảm nóng, cảm phải khi nóng, đầu, mặt sưng, ngứa, mắt đau, khắp mình nổi mẩn ngứa, sưng phù. Bèo cái bỏ rễ, bạc hà, kinh giới, mỗi thứ một nắm tươi, 30g, sắc nước uống, xong. Lương Y Minh cho biết, bài thuốc này đã được lược vào danh sách cây thuốc quý ở Việt Nam. Ông Minh cho rằng, chúng ta có thể sử dụng nó bằng tự nuôi trồng, không cần phải nhập khẩu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu khó ăn rau lang? Rau khoai lang là thứ rau dân dã trước đây chỉ dành cho nhà nghèo. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra rằng thứ rau này cũng rất ngon và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết, ở một số nước như châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, rau khoai lang không còn là loại rau dân dã mà đã trở thành một loại thực phẩm cao cấp, có mặt trong những nhà hàng sang trọng. Sở dĩ có vị trí này là vì người ta phát hiện ra rau lang
là một loại thực phẩm bổ dưỡng hơn nhiều lần so với những gì người ta vẫn nghĩ về loại rau này. Theo y học cổ truyền, rau khoai lang đã được coi là một vị thuốc với nhiều tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chữ, là một loại rau có tính bình, vị ngọt, ít khí hư. Rau khoai lang không độc, tư thần âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh can, lợi mật, giúp tăng cường thị lực, chữa bệnh vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới dị tinh. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ, vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, fibonacci cao gấp 10 lần. Để làm một phép so sánh, thì dinh dưỡng trong lá khoai lang tương đương với một loại siêu thực phẩm là rau chân Việt. Nhưng lượng axit acylic trong rau khoai lang ít hơn rất nhiều so với rau chân Việt. Vì thế, nguy cơ gây bệnh sỏi thận của rau khoai lang cũng ít hơn. 1. Công dụng nổi bật của rau khoai lang. Thanh nhiệt giải độc. Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Đặc biệt, loại rau này rất giàu chất diệp lục, giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể. Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo, có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione, một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết nên dùng rau không dùng củ, vì củ chứa nhiều tinh bột. Đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, ở lá già không có chất này. Vì thế, người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau lá non, cây khoai lang để ăn, giúp phòng ngừa bệnh táo bón. Rau lang có vị ngọt, mát, nhờ chứa rất nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng rất hay. Lá rau lang còn chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95% đến 1,97% nên có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón, giúp phòng bệnh béo phì. Đơn giản, bạn chỉ cần ăn khoai và rau lang luộc, hoặc ăn chế độ 1/2 gạo, 1/2 khoai riêng lẻ, hoặc trộn với nhau nấu cơm, cháo, bánh sẽ giúp giảm cân hiệu quả. 2. Lưu ý khi dùng rau khoai lang làm thực phẩm. Khi ăn rau khoai lang nên ăn kèm với thịt động vật để cân bằng dinh dưỡng. Không ăn rau khoai lang quá nhiều và thường xuyên, bởi loại rau này chứa nhiều canxi, dễ gây sỏi thận. Không ăn rau khoai lang lúc đói, vì điều đó sẽ khiến lượng đường huyết trong cơ thể giảm xuống thấp hơn.